Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 8 tháng 7 đến nay, kẻ gian đã liên tục cắt trộm dây cáp trung tính tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn thành phố Nam Định, dẫn đến sự cố hỏng thiết bị điện, gây mất an toàn thiết bị điện, lưới điện, buộc điện lực thành phố Nam Định phải cắt điện ở một số khu vực dân cư để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn lưới điện. Từ đầu mùa hè đến nay, các đợt nắng nóng liên tục diễn ra khiến công suất và sản lượng điện khu vực tỉnh Nam Định tăng cao, vượt mức đỉnh của năm 2018 và liên tiếp 3 lần công suất đạt đỉnh mới. Với việc chủ động, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, Công ty Điện lực Nam Định đã cơ bản đảm bảo tốt việc cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng. Chỉ khi xảy ra các vụ cắt trộm cáp trung tính ở các trạm biến áp đang đảm nhận việc cấp điện cho hơn 1/3 khu vực dân cư ở thành phố Nam Định, việc cắt điện mới xảy ra tại nhiều khu vực dân cư. Với quyết tâm đảm bảo tối đa điều kiện sinh hoạt, sản xuất cho người dân và khách hàng sử dụng điện, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công ty Điện lực Nam Định đã chỉ đạo Điện lực thành phố Nam Định kiểm tra, đánh giá thiệt hại mức độ nguy hiểm và việc ảnh hưởng đến công tác cấp điện cho khách hàng và khẩn trương khắc phục sự cố, nối lại các đoạn cáp trung tính bị cắt để cấp điện trở lại. Trộm cái dây trung tính này nó sẽ dẫn đến là thiết bị của ngành điện nó gây mất an toàn cho người, kể cả cho con người và thiết bị. Nếu khi lên trạm mà chúng tôi không để ý thì nó sẽ gây đến những cái tai nạn nó rất là không lường trước được. Nó mất cái nguội đấy rồi thì là cả cái dàn trạm đấy nó sẽ thành một cái vật dẫn điện. Thì là nếu mà anh em trèo lên như thế thì nó đấy nó nguy cơ đến tai nạn đến kể cả tính mạng của anh em quản lý chúng tôi. Nếu mà cái hệ thống trung tính đấy mà bị mất thì nó sẽ dẫn đến là về cái thiết bị đấy nó sẽ bị cháy và nó sẽ mất điện trên diện rộng. Mất điện trên diện rộng dẫn đến là sẽ bị không đảm bảo kỹ thuật an toàn điện. Theo thống kê của Công ty Điện lực Nam Định, từ ngày 8 tháng 7 đến nay, trên địa bàn thành phố Nam Định đã xảy ra liên tiếp 14 vụ cắt trộm cáp trung tính vào ban đêm ở 13 trạm biến áp. Trong khi chờ kết quả điều tra của công an, đội ngũ cán bộ công nhân ngành điện đã nỗ lực khẩn trương khắc phục sự cố, không để người dân và khách hàng phải chờ đợi lâu trong điều kiện thời tiết nóng nực. Sau khi sự cố mất điện thì nghe nói là ngành điện nghe nói là có bị mất trộm một số cái vật tư thiết bị trên cáp treo. Nhân dân rất là bức xúc giữa cái nóng lực thế này mà lại tội phạm lại ra mà lấy trộm một cái số thiết bị của ngành điện này. Đấy. Thế thì được cái là ngành điện rất là cố gắng, nỗ lực vào cuộc và rất nhanh chóng khẩn trương. Chỉ trong vòng khoảng mấy tiếng đồng hồ chúng tôi lại có điện mà nhân khắc phục trước cái nóng lực này. Và thế nên là một sự nỗ lực rất là nhiệt tình của ngành điện đối với người dân hay cũng như tôi là khách hàng đây cũng thật sự hoàn toàn là cũng hết sức thông cảm với ngành điện. Đối với cái thời tiết nóng nực này thì tôi cũng chỉ đề nghị là các phòng ban chức năng cùng với công an vào cuộc cố gắng để sao tìm ra thủ phạm là một, thứ hai tìm mọi biện pháp để răn đe ngăn ngừa để tránh cái tình trạng này xảy ra lần nữa. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản và an toàn lưới điện, ngăn chặn các hành vi trộm cắp điện ảnh hưởng đến công tác cấp điện mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Nam Định chỉ đạo các điện lực huyện, thành phố tập trung tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị điện, lưới điện để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố, đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và khách hàng sử dụng điện.